Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi đến một số cái rào cản thường thấy phổ biến khi đối với người tập. Vậy theo các bạn, cái rào cản nào phổ biến nhất? Những cái rào cản nào chúng ta thì liệt kê ra. Du, ví dụ việc gì có thể ngăn cản em đi đến phòng À, không có việc gì có thể ngăn cản em đi tới phòng tập được hết Ok, một người rất trừ là à kỹ đúng rồi rồi. có dịch 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 Ok, đó, một cũng là một yếu tố dịch rồi. À, còn ai nữa không? Đó giờ có những cái lý do gì mà mình không thể bước đến phòng tập được không? Thịnh nè, trước giờ có kiểu bị bỏ tập không? Hay bây giờ là đâu ý là trong quá trình mình tập á, nó có liên tục được không, hay là đôi khi mình có những lý do mình phải nghỉ chẳng hạn vậy? mỗi người tùy người thôi, em nghĩ À, là do em tình. Tuấn, nếu mà Tuấn training cho khách á, thì những cái lý do nào thường thấy nhất, khách hay skill nhất, những lý do mà khách thường thường lấy để nghỉ nhiều nhất? Hợp Họp. Rồi, kẹt họp. Ok, gọi gì làm nữa? Việt Nam toàn hợp không à? Mà thường họp thì họp trong giờ hành chính chứ sao, đúng không? Thường mà thường người ta tập, người ta sẽ tập ngoài giờ hành chính, còn họp là nên họp trong giờ hành chính chứ, đúng không? Công ty Việt Nam Này họp chắc không đúng tùm rồi. lum à, họp gì ai biết Họp rồi tiếp khách chẳng hạn vậy. Một số công ty nước ngoài thì họ họp theo cái giờ nước ngoài á, nên họ họp đó với giờ Việt Nam, họ họp nguyên nguyên buổi tối luôn chẳng hạn vậy, thì đôi khi họ không đi đi tập được. Đó, một trong những yếu tố mà phổ biến nhất khi mà khách hàng không có đi tập, đó là không có thời gian tập. Thường nghe nhất là nay bận này bận kia rồi, hay là bị kẹt này kẹt kia không tập được, hoặc là vô chưa gì hết nói là à chị có vẻ không có nhiều thời gian để tập đâu, kén tập nhanh nhanh sao cho hiệu quả này kia nọ đó, kiểu vậy. Thì như hôm trước mình cũng nói là đôi khi chúng ta cũng vậy, giống như là chúng ta làm một cái việc gì đó, hoặc là chúng ta thấy chúng ta bận bịu gì đó, nhưng có thật sự chúng ta bận hay không, có thật sự chúng ta không sắp xếp được hay không, à thì phải có thể ngồi liệt kê nhanh lại một cái, giống như là ngoài cái giờ đi làm bắt buộc hay gì đó, rồi ở nhà làm gì đó, thì những thời gian rảnh khác mình làm cái gì chẳng hạn vậy, liệu cái thời gian đó có thể dùng để tập hay không đó. Nếu mà ngoài cái giờ phòng gym mở cửa thì liệu có thể training ngoài giờ hay không, hay là training ở nhà hay không, vì nếu như xác định là muốn theo đuổi mục tiêu thì phải đầu tư thôi, đúng không? Đó, thì thời gian là cái yếu tố khá phổ biến khi mà nói đến cái việc không có thực hiện được việc tập. Rồi thứ hai là mục tiêu không có thực tế. Mục tiêu không thực tế, cái việc mục tiêu không thực tế này làm nó ảnh hưởng gì? Nó làm cho cái người tập có một cái sự kỳ vọng quá cao về cái việc tập, tức là ví dụ tập 1 tháng hoặc là nửa tháng xuống 5 kg, xuống 10 kg chẳng hạn vậy, và nó không thực tế nên phần lớn họ sẽ không đạt được. Phần lớn họ không đạt được, xong rồi họ không có đạt được hiệu kết quả, nên họ cảm thấy là mình kiểu như thất bại kiểu như vậy. Nó làm cho cái gọi là cái experience, cái trải nghiệm của họ không tốt về cái việc tập, có thể là trong quá khứ, nó ảnh hưởng đến kể cả hiện tại và thậm chí là cả tương lai. Khi họ tham gia tập luyện, họ sẽ luôn có cái niềm tin là tôi làm không được, tôi ăn không được, tôi tập không được, hay là đơn giản là tôi ốm không được, hoặc là tôi không mạnh được cái hạn vậy đó. Nên lúc này chúng ta cần phải tập trung vào cái việc mà xác định mục tiêu cho nó thực tế, như thế nào nó là thực tế chẳng hạn vậy đó. Thì nói về xác định mục tiêu thì mình sẽ dùng cái mô hình SMART goal. Hôm trước mình có học với SMART goal. Mô hình SMART goal thì mục tiêu phải cụ thể, là ví dụ 1 tháng xuống bao nhiêu ký là được, hoặc là tăng bao nhiêu mức tạ là được, từ tháng này qua tháng sau tăng total lên 10 kg chẳng hạn, hoặc là xuống 2 kg đó, nó xuống, nếu người ta đòi xuống 5 kg một tháng, nói cái này không khả thi đâu chẳng hạn vậy, mình phải nói thẳng cho họ biết này là nó ngoài ngoài tầm kiểm soát của cơ thể, không được, không hợp lý, rồi tại sao hợp lý giải thích ra đó, để mình trao đổi với khách hàng, cho mình phải educate lại cho họ. Mục tiêu phải cụ thể bao nhiêu ký, bao nhiêu thời gian đó,
để làm gì? Tại vì nhiều khi mình vô mình hỏi một số khách hàng sẽ trả lời là tôi tập tôi muốn ốm, tôi tập tôi muốn nhìn nó fit, nhìn cho nó khỏe, hoặc là tôi tập tôi muốn mạnh hơn. À, nó là những cái mục tiêu rất là chung chung, mà nó chung chung thì đạt hay không cũng không biết. À, có đạt được kết quả hay không cũng không biết, trừ khi đó một cái bước tiến lớn. À, mà hầu hết mọi người đều muốn có được cái bước tiến lớn như vậy, nhưng phần nào bản thân họ biết cái bước tiến lớn đó nó phải tốn nhiều công sức, và họ cũng sẽ hơi e ngại cái việc phải đầu tư nhiều và để đạt được cái bước tiến lớn đó, họ cũng e ngại nên họ không tự tin xác định được cái mục tiêu. Nên cái việc nếu mà xác định được cái mục tiêu cụ thể và rõ ràng cũng thể hiện được cái gì, thể hiện được là huấn luyện viên tự tin đạt được cái kết quả đó, có một cái mốc để khách hàng hướng đến. Thứ hai là đối với khách hàng phải tự xác định là họ phải nghiêm túc với cái quá trình họ thay đổi, tại vì nếu họ không nghiêm túc thì đảm bảo họ không đạt được. Rồi rồi ngoài cụ thể thì thứ hai nó phải đo lường được. Đo lường được là giống như nãy nói là nó phải ghi ra được bằng con số được. À, phải đo được, hoặc là ví dụ cân nặng, ví dụ như mức tạ, ví dụ như là cái pace, ví dụ như họ muốn cải thiện sức bền của họ thì họ phải chạy thấy được cái mức sức bền họ cải thiện thế nào, ví dụ như body composition là chỉ số cơ thể thay đổi như thế nào đó, những con số cụ thể chứ không có nói bằng lời nói không. Rồi gì ta, attainable là có khả năng thực hiện. Có khả năng thực hiện nó cũng giống như cái việc đó, cái việc mà nó thực tế, một cái mục tiêu nó phải thực hiện được và nó phải đạt được cái khả năng thách thức, không có quá dễ cũng không quá khó. Quá khó thì nó ngoài cái khả năng, mà quá dễ thì không đủ tạo động lực đó. Ví dụ giờ tháng có thể giảm được 2 kg theo chúng ta biết, thì bây giờ nếu mà chúng ta đặt mục tiêu tháng giảm nửa ký thì nó lại quá dễ chẳng hạn vậy, thì nó không tạo được cái động lực cho họ để tập luyện, để nghiêm túc trong quá trình tập. Rồi smart em RT. Realistic là thực tế. Thực tế cũng giống như kia. Thực tế, xác định một cái mục tiêu rõ ràng, thực tế nó hợp lý. Rồi cái cuối cùng là thời gian thực hiện trong bao lâu. À, thiết kế một cái thời gian phù hợp cho có cái mục tiêu của họ. Chứ không phải à, cũng là giảm 2 kg mà trong vòng 3 tháng nó sẽ khác với lại giảm 2 kg trong 1 tháng. À, kiểu như vậy. Hoặc là đạt mức tạ này à, phải squat được 100 kg trong vòng 3 tháng tới hoặc là trong 2 tháng tới. À, chứ không phải là xóa 100 kg trong vòng nửa năm nữa hay năm nữa. Lúc này cái họ sẽ có nhiều cái excuse, nhiều cái lý do trong quá trình học tập. Rồi rồi một trong những cái rào cản nữa khiến họ bỏ cái việc tập hoặc là không tham gia tập luyện đó là không có sự hỗ trợ từ cộng đồng xã hội. Như nãy mình nói cái yếu tố đó nó cũng tác động lên chúng ta, ví dụ như gia đình, bạn bè, người làm chung, đồng nghiệp, sếp chẳng hạn, người yêu chẳng hạn đó, những cộng đồng như vậy. Thì bên cạnh đó chúng ta có thể hỗ trợ bằng cách hướng dẫn họ tham gia những cái cộng đồng nó lành mạnh, ăn uống khoa học chẳng hạn, hoặc là tập luyện nó hiệu quả khoa học. Bây giờ các bạn có thể kể ra một số cái page hoặc những cái community, những cái cộng đồng các bạn đang theo dõi hoặc đang follow để ví dụ liên quan fitness đi, hoặc là liên quan đến công việc của các bạn được, và tại sao các bạn theo theo những cái cộng đồng như vậy. À, bắt đầu từ ai đây? Du, ví dụ Du em có theo những cái community gì không? Thì cái group mình cũng là một community À đúng rồi. Ngoài ra nè, rồi và vài cái community liên quan tới công việc rồi xong hết. đó. Bây giờ nếu mà nói về fitness á, theo các bạn có nhiều cái trang fitness mà nó ok không? Cung cấp kiến thức ok không? Mà như một trong những trang đó là trang nào, các bạn thử nêu tên được không để mọi người tham khảo, có thể theo dõi, tại vì nó cung cấp kiến thức tốt này kia nọ. Như Du nè, có tham gia những cái group fitness không? Kiểu học hỏi thêm gì đó. Dạ, hồi trước lúc mà mới tập cũng có, nhưng mà một thời gian em thấy nó không không chính xác cho lắm nên em out hết luôn. Ok.
Duyên có theo community nào không? Duyên có tham gia mấy cái group yoga. À, group yoga. Với lại fitness thì cũng coi thôi chứ cũng không có hoạt động gì trong nhóm sôi động hết, cho nên nó cũng không có tương tác gì. Ờ, đó. Rồi Thịnh, em làm trong fitness thì em có tham gia mấy cái group community về fitness không? À, hồi xưa và hiện tại thì em đang kiểu thần tượng anh Đăng Béo anh. À, Đăng Béo hả? Ok. Xong rồi cũng có vô mấy cái hội của ảnh. Xong rồi ví dụ ngoài cái công việc thì em có ví dụ như nuôi tóc dài, em sẽ vô cái hội kiểu à, con trai mà kiểu nuôi tóc dài. À, nó ví ok. dụ những cái lúc đó nó kiểu nó vui. Ừ, đó thì như bạn thấy, các bạn cũng thấy rồi, ít nhất chúng ta đều tìm một cái cộng đồng gì nào đó nó phù hợp với cái sở thích, với cái mục tiêu của mình để mình follow đó. Thì nhưng mà cũng có một cái vấn đề đặt ra là hiện tại ai cũng có thể tạo nên một cái cộng đồng, một cái community được hết. Nên câu hỏi là như Du nói nãy á, hồi xưa thì có nhiều á, nhưng mà bây giờ bắt đầu dần nó bắt đầu bị hơi bị rối về cái mặt chất lượng những thông tin nó đúng hay không đúng chẳng hạn vậy, nên cũng khó. Thì hiện tại mình đánh giá thì không có nhiều, có thể là 10 hoặc hơn khoảng chừng, thì đó là không phải là một con số nhiều về những cái cộng đồng liên quan đến fitness mà nó gọi là nó bài bản. Nên biết đâu một trong chúng ta sau này thích, có thể là một cái page để những người trao đổi về fitness chuyên môn, nó khoa học này kia nọ, nó là một cái nơi nhiều người có thể đến tìm hiểu kiến thức chẳng hạn vậy, để làm việc, để tập luyện với nhau cho nó khoa học. Ở mình thấy có nhiều cái group phổ biến nhất ngoài cái việc tập luyện á, phổ biến hơn á, là những cái group mà về ăn uống, ăn kiêng, giảm cân. À, thấy rất là nhiều. Ví dụ như hội ăn kiêng IF giảm cân chẳng hạn, hoặc là ăn keto giảm cân chẳng hạn. Nhưng mà nó, tại vì mình không biết là có quản lý cái nội dung content hay không, nên đôi khi nó hơi bị loạn. Trong đó có một số nội dung thì cũng ok, nhưng một số nội dung á, thì kiểu người ta cứ chăm chăm vào cái việc phải kiêng khắc khổ rồi ăn, hoặc là nhịn ăn, hoặc là không được ăn, không được ăn cái này cái kia để mà họ đạt được cái việc giảm cân của họ, trong khi họ không có khe về nó ảnh hưởng sức khỏe là gì, hoặc là họ không khe về tập luyện, họ chỉ cố gắng ăn càng ít càng tốt chẳng hạn vậy đó. Thì biết đâu sau này mình sẽ xây dựng những cộng đồng nó ok hơn, tại vì cái gì mà chưa có thì tức là xã hội sẽ có nhu cầu. À, xã hội có nhu cầu mà nó chưa có đáp ứng được cái nhu cầu đó, thì nếu như chúng ta xây dựng đáp ứng được cái những cái nhu cầu của xã hội thì chúng ta sẽ có đất đất sống, đất dụng võ thôi, kiểu như vậy. Giống như biết đâu mình sau này lập một cái cộng đồng những người muốn học NSM chẳng hạn đó, thì hỗ trợ cho các bạn muốn tham gia học lấy bằng đó. Rồi, ok. Social VC MCD. Rồi, sự tiện lợi. Một cái rào cản nữa đó để đến cái thành công trong việc tập, đó là cái tiện lợi không tiện lợi. Giống như hôm trước mình có gợi ý là trong cái cuốn sách này gợi ý là có bao giờ các bạn nghĩ sẽ có một cái người trông trẻ trong cái phòng tập gym, ví dụ biết đâu những phòng tập gym lớn chẳng hạn. Ừ, có thể họ sẽ đầu tư hướng đó, thuê một người giữ trẻ, hoặc là có thể trả thêm tiền công cho người lễ tân để họ giữ trẻ cho những cái khách hàng mà không có thời gian đi tập vì họ phải giữ con chẳng hạn. À, đối tượng mẹ bỉm sữa cũng là một đối tượng, cũng là một cái tệp khách hàng lớn, đúng không? Một khách tệp khách hàng lớn có nhu cầu để lấy lại cái vóc dáng sau sinh chẳng hạn, hoặc là họ vừa phải cân bằng công việc rồi về phải chăm con các thứ đó, thì lúc này họ không có thời gian để đầu tư cho bản thân, và họ, nhưng mà bản thân người phụ nữ họ sẽ muốn làm đẹp đó. Nên nếu chúng ta giải quyết được vấn đề mà về trông con giúp họ chẳng hạn, thì cái khả năng họ đi tập thì cao hơn đó. Biết đâu sau này các bạn gặp các người chủ của mình, các bạn gợi ý cái đó để cho họ, biết đâu nếu họ áp dụng thành công thì sao. Hoặc là ví dụ như sau dịch đi, sau dịch Covid, đôi khi theo các bạn á,
theo các bạn sau COVID này, cái gì là cái lợi thế kinh doanh khi mà kinh doanh về fitness? Theo các bạn, sau cái dịch này, cái gì được xem là lợi thế kinh doanh sau dịch? Quân có ý kiến không? Lớp học tiết kiệm hay là gì đó? Một cái gì đó giúp họ cảm thấy họ, à, tôi có cái lợi thế kinh doanh này sau dịch nè. À, tại sao tôi giống như là khách hàng ít, có thể giảm giá là một cách, nhưng mà cái đó là một chiến lược không có lâu dài được, tại vì giảm giá thì nó sẽ không đáp ứng đủ doanh thu, tại vì nếu đáp ứng cho nhu cầu khách hàng kiểu không có nhiều thu nhập sau một thời gian dài nghỉ dịch thì họ sẽ kiểu như muốn tập những cái gói giá rẻ chẳng hạn. Giảm giá cũng là một cách, nhưng mà đó là chiến lược cuối cùng. Như những gói khuyến mãi để mà kích thích tiêu dùng của khách hàng rồi. Nói chung cũng thật sự dịch mở lại thì họ sẽ dựa vào cái là nhiều người ta muốn gọi là đi ra ngoài, người ta muốn tận hưởng cuộc sống lại. Nên chắc là sẽ có những cái chương trình khuyến mãi, sẽ có những cái program để mà mọi người tham gia. Giống như đầu vào thôi, như đồng vào sẽ rẻ hơn, như chưa cái tháng đầu tiên gì đó được free hay là gì đó. Có cũng là chương trình khuyến mãi. Đó cũng là một cách ra những cái promotion promotion cho họ đi tập sau dịch chẳng hạn. Theo Duyên, nếu sau dịch thì nghĩ cái gì sẽ là lợi thế kinh doanh? Duyên nghĩ chất lượng. Ok, chất lượng thì thời nào cũng vậy thôi, chất lượng đảm bảo thì đó là lợi thế kinh doanh rồi. Chất lượng cũng là một yếu tố để giữ khách hàng lại. Theo cá nhân, sau dịch sẽ lựa chọn cái môi trường tập, ví dụ như mà đến một phòng tập thì nó phải đảm bảo văn toàn, như là không có đông quá hay là thông thoáng không, tại vì dịch thì nó vẫn còn đó. Đúng rồi đó. Ví dụ sau dịch chẳng hạn thì chúng ta thử suy nghĩ xem khách hàng sẽ muốn cái gì. Họ sẽ muốn một là giá rẻ, tại vì họ sau thời gian nghỉ làm lâu, họ muốn quay lại một cái mức giá nó vừa phải để họ quay lại họ tập luyện, và lúc này họ sẽ gặp người này người kia. Nhưng sẽ cũng có những khách hàng, đó tùy theo tệp khách hàng. Ví dụ có những khách hàng họ nhiều tiền, họ không có khe về vấn đề tiền bạc. Nhưng mà những khách hàng không khe về tiền bạc đó, họ sẽ khe về vấn đề là chất lượng. Chất lượng đến từ đâu? Chất lượng đến từ cái việc là huấn luyện viên thế nào, cơ sở vật chất thế nào, rồi có đảm bảo được an toàn hay không. Yếu tố có lẽ yếu tố hàng đầu là an toàn hay không. Đi vào, các khách hàng đi vào có được đo thân nhiệt hay không, rồi các khách hàng đi vào có được kiểm tra thẻ xanh hay không, rồi các người tập với nhau có được giữ khoảng cách không gian đủ rộng hay không. Đó là những cái lợi thế kinh doanh đó. Trong một cái bài viết về mở cửa lại cho các phòng gym á, để quay trở lại tập hoạt động á, thì một trong những cái mà gọi là ưu điểm cho họ đó là họ nên nêu được cái sự họ đảm bảo an toàn và sạch sẽ cho cái môi trường tập cho khách hàng. Đó là một cái lợi thế kinh doanh mà trong cái mùa dịch này nên nhấn mạnh vào, để cho khách hàng thấy thay vì tôi đi tập ở phòng commercial gym, phòng gym thương mại, tới giờ cao điểm là đông ơi là đông, không đảm bảo được khoảng cách này kia nọ, họ sẽ ngại. Nhưng mà bây giờ không có giờ khác đi tập, thì biết đâu cái phòng đó áp dụng theo kiểu, nếu tự tin áp dụng theo kiểu giới hạn số lượng người trong phòng tập trong một thời điểm, hoặc là giới hạn thời gian tập luyện, mỗi người chỉ được tập 1 giờ xong đi ra. Và có thể vì lúc này đối tượng khách hàng bị giảm xuống, cái khối lượng khách hàng giảm xuống, thì lúc này có thể họ sẽ phải tăng giá lên. Nhưng mà tăng giá lên như vậy họ sẽ phải có lý do giải thích khách hàng là để đảm bảo an toàn này kia nọ, thì tụi em phải bên cạnh đó vẫn phải vận hành được, thì giá tăng lên để cho mọi người được đáp ứng được cái nhu cầu an toàn kia nọ đó, thì ai có nhu cầu đi tập thì họ sẽ chấp nhận kiểu như vậy đó. Hay là lúc này mình huấn luyện viên kèm một chúng ta, hồi xưa lúc mà chưa phổ biến việc đeo khẩu trang thì đôi khi còn không đeo, còn bây giờ bắt buộc phải đeo khẩu trang chẳng hạn như vậy, để cho khách hàng cảm thấy được an toàn khi tiếp xúc với huấn luyện viên chẳng hạn, hoặc là lễ tân gì đó, thậm chí là có thể đeo cái face mask chẳng hạn đó, những cái mặt nạ kính chẳng hạn, để
tạo cảm giác an toàn cho khách hàng và thường xuyên vệ sinh cái khu vực tập luyện. Cứ giống như là thay vì mở xuyên suốt thì cứ một giờ mình phải thông báo khách hàng biết, ví dụ sau một giờ tập luyện đó mình sẽ có 15 phút để cho lao công vô dọn sơ quan cái, xong rồi bắt đầu mới mở cửa tiếp tục vô, chẳng hạn như vậy đó. Đôi khi những cái này mình không có nghĩ đến, nhưng đôi khi nếu áp dụng được vào thì nó sẽ nâng cao chất lượng hơn, rồi khách hàng sẽ cảm thấy có thể trả cái đồng tiền họ ra xứng đáng hơn chẳng hạn. Hoặc là đối với cái mùa dịch này thì mô hình mà tập luyện tại nhà hoặc là online nó sẽ cũng phổ biến hơn đó, chúng ta thể hướng theo chẳng hạn. Rồi một cái nữa, một cái ý nữa trong cái bài này đó là sau khi cái hành trình của họ đi tập, họ vượt qua hết tất cả mọi thứ, các cái rào cản, các cái bước mà như hôm trước chúng ta học là bước có chuẩn bị hay chưa thì kia nọ đó, bắt đầu đi tập, thì đến cái bước cuối cùng là làm sao họ duy trì được cái việc họ tập, thì sẽ phải tập được cái khả năng kỷ luật của bản thân. À, khi nghe đến kỷ luật thì ai cũng thấy hơi ngán cái từ này, vì cảm thấy nó là một cái gì đó nó khó khăn, nó vất vả chẳng hạn như vậy để tuân theo. Nên ban đầu có thể chúng ta sẽ xây dựng những cái thói quen mới một cách làm sao cho nó tự nhiên nhất, để khách hàng không bị quá bị căng thẳng, quá bị stress về cái việc đó. Rồi sau đó khi họ lặp đi lặp lại nhiều thời gian đủ lâu và họ thấy lợi ích thì lúc này họ sẽ tuân thủ theo. Bên cạnh đó thì cũng phải chỉ cho họ cách để họ kiểm soát, gọi là kiểm soát bản thân, self management đó, giống như là làm sao từ chối các cuộc đi ăn nhậu chẳng hạn, hạn chế bớt. À, nếu tiếp khách bắt buộc thì đi tiếp, còn nếu mà còn ngoài ra đó những cái mà không cần thiết thì có thể cắt bớt chẳng hạn, hoặc là thay vì đi nhậu thì có thể đi uống trà, đi uống nước trái cây chẳng hạn, ví dụ hạn chế bớt, hoặc là kiểu hạn chế thời gian nằm coi tivi đó, để làm những việc có lợi hơn. Từ những cái nhỏ nhỏ như vậy nó sẽ hình thành nên cái thói quen, nó sẽ tác động lên thói quen của họ. Giống như lần có một thời gian ở chỗ mình làm, sếp có đề ra một cái mục tiêu, tức là cứ mỗi buổi vô lớp thì tất cả người tập, kể cả lớp chưa bắt đầu, tất cả người tập đều phải đặt hết điện thoại lên cái kệ. Đặt hết điện thoại lên kệ, khăn, nước uống, tất cả vật dụng gì đó đặt hết lên cái kệ đó. Xong sau đó họ sẽ bước qua cái vạch trắng ở phía trong của lớp để chuẩn bị bắt đầu lớp. Để nói lên cái gì? Nói lên là cái người khách này phải tập cách bước vô cái cửa của cái phòng tập này rồi, thì đây là cái nơi để tập, không phải là nơi để bấm điện thoại nữa. Nếu đến sớm thì tập cách kiểu ngồi kế cạnh những người khác, nói chuyện với người ta, giao tiếp với nhau, chứ không có ngồi bấm điện thoại nữa. Còn bấm điện thoại có thể đi ra ngoài bấm, hoặc là về nhà bấm, còn lại 2-3 tiếng đó muốn bấm gì bấm chẳng hạn vậy đó. Thì những cái nhỏ nhỏ như vậy, trong lúc đó chúng ta cũng sẽ nói cho khách hàng biết là từ những cái nhỏ như vậy nó sẽ tác động lên hành vi của mình, và dẫn đến cái cuộc sống bên ngoài, cái công việc bên ngoài mình cũng sẽ tập dần cái những cái thói quen như vậy, và dần dần nó sẽ hình thành một cái habit, một cái hiển nhiên là cái tính cách của mình luôn như vậy. Và với cái tính cách đó nó sẽ có lợi, từ cái việc tập luyện đến việc học tập đến việc làm việc đến công việc, mọi thứ nó đều liên với nhau hết đó. Thì đó là cái ý nghĩa, cái lợi ích của cái việc mà giới hạn bản thân trong cái kỷ luật, cái discipline. Rồi bên cạnh đó thì để duy trì được cái việc tập thì liên tục phải thiết lập cái mục tiêu của mình. Mục tiêu mình thiết kế không phải một lần mà mình phải lặp đi lặp lại nhiều. Đôi khi nó không phù hợp trong thời gian này mình phải sửa, rồi mình phải làm lại mục tiêu mới cho thời gian, hoặc là chúng ta đạt được mục tiêu rồi, bắt đầu mình sẽ xây dựng một cái mục tiêu khác trong tương lai chẳng hạn, để duy trì được cái việc mình tập liên tục. Bên cạnh đó mình cơ thể bản thân mình phải tự giám sát bằng, giống như nãy mình nói là không có thời gian, hoặc là nói anh chị ăn ít lắm, hoặc là nói là ăn uống không điều độ này kia nọ, thì đôi khi họ không nhận thấy việc đó, làm sao thấy được.
thì ngồi xuống viết ra thôi, ngồi xuống viết ra là nay ăn cái gì, viết ra xong hết rồi liệt kê à cái nào tốt cái nào không tốt, hoặc là những cái thói quen hàng ngày của họ viết xuống, ví dụ bao nhiêu thời gian bỏ ra bấm điện thoại, bao nhiêu thời gian bỏ ra đọc sách, bao nhiêu thời gian đi làm, bao nhiêu thời gian nấu ăn, bao nhiêu thời gian dọn dẹp gì đó, viết xuống hết. Xong sau đó liệt kê bên nào là tích cực, bên nào là nên hạn chế, thì từ lúc này họ sẽ thấy được rõ hơn cái việc là cái gì nên có, gì nên bớt. Rồi bên cạnh đó liệt kê ra những cái mà về cái mặt nhận thức của họ cũng vậy, tương tự như vậy. Có một số người sẽ khó duy trì được cái trạng thái tích cực, ví dụ không đạt được mục tiêu thì lúc này sẽ bị tiêu cực, phải kiểu như là muốn bỏ cuộc chẳng hạn như vậy, hoặc là không muốn duy trì quá trình tập nữa. Thì cũng giống như vậy, mình sẽ liệt kê ra lý do tại sao mình không đạt được mục tiêu, rồi mình có khả năng đạt được hay không, rồi làm sao để đạt được chẳng hạn. Đó, thì viết xuống những cái ý về những cái suy nghĩ về tích cực và những cái suy nghĩ về tiêu cực, và những cái suy nghĩ tiêu cực đó nó có hợp lý hay không, hay là những cái tích cực đó tại sao chúng ta không suy nghĩ về nó mà cứ suy nghĩ về những cái tiêu cực như vậy. Và lúc này chúng ta hướng dẫn cả cái người khách hàng làm sao để có một cái thói quen suy nghĩ tích cực. À đó, đó cũng là một kỹ năng á, tại vì cùng một một tình huống xảy ra nhưng nhiều người sẽ có nhiều cái phản ứng khác nhau với cùng một cái tình huống đó, và nó cũng mang lại những cái phản hồi khác nhau. À, có lúc thì nếu như không biết các bạn có nghe qua cái gọi là giống như 20% đến từ cái môi trường, tức là đến từ cái yếu tố bên ngoài, còn 80% còn lại do cái bản thân của chúng ta, thái độ của chúng ta mà nó diễn ra cái kết quả. Nên đôi khi chúng ta chỉ cần thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách nhìn nhận thôi, nhìn một góc độ khác đi, tích cực hơn, thì cái việc nó sẽ khác, nó sẽ tốt hơn. Rồi sai hấp tự động viên, tự động viên đó cũng ok. Rồi imagine, imagery tức là tưởng tượng về kết quả trước khi đạt được, giống như là hoặc là tưởng tượng cái đối với khách hàng mới, ví dụ họ chưa biết tập luyện sao, họ chưa biết hình dung được à họ sẽ đạt được cái gì, tại sao họ tập nên tập luyện, hoặc là tại sao họ cần đạt cái mục tiêu đó, thì mình sẽ giúp họ mường tượng ra, tưởng tượng ra cái hành trình đó, sau khi đạt mục tiêu đó họ sẽ có những lợi ích gì về sức khỏe, những lợi ích đó bên cạnh sức khỏe họ có thể giảm cân, họ đẹp hơn thì làm gì, có thể có được người yêu, hoặc là có được công việc, được ưu ái hơn trong công việc, hoặc là tự tin hơn, có thể tự tin xuất hiện trước đám đông đó, thì gia tăng thêm khả năng tương tác, tạo mối quan hệ đó chẳng hạn như vậy, thì là một cách để họ tự suy nghĩ và tự động viên cho bản thân. Rồi đó là về cái phần tự động viên và cải thiện nhận thức cho khách hàng. Đây tiếp theo dưới này, social ảnh hưởng đến tập luyện, social ảnh hưởng đến tập luyện, gia đình, phụ huynh, người leader, tập luyện trong nhóm thì phụ thuộc vào khối lượng người tập trong lớp, thành phần những người tập trong lớp đó, những cái rào cản phổ biến, rào cản phổ biến, xác định mục tiêu, quản lý bản thân, tự động viên bản thân, positive talk. Rồi một số cái về tâm lý khi mà tập luyện nó giúp cải thiện những cái lợi ích về tâm lý như là cái gì, giúp cho chúng ta có được cái tinh thần nó thoải mái tích cực hơn khi tập luyện, rồi có được giúp chúng ta giảm stress tốt hơn, cải thiện giấc ngủ, cải thiện giấc ngủ thì lại càng giúp giảm stress, mà giảm stress thì lại giúp cải thiện giấc ngủ, nên nói chung là duy trì được một cái thói quen tốt thì nó mang lại nhiều lợi ích, giảm được cái khả năng mệt mỏi và trầm cảm kiểu như là buồn bã kiểu gì. Rồi đó là hết của bài này, chủ yếu là các kỹ năng mềm của một người huấn luyện viên cần có gì. Nhiều nghe có vẻ quá nhiều nhưng mà khi mà chúng ta làm nhiều chắc chúng ta sẽ từ từ học được thôi. Ok, các bạn có thắc mắc gì về nội dung này không? Nội dung này hơi lý thuyết xíu. Ok không?
Ok. Ok. Đây bạn nào mà làm sale thì chắc sẽ để mấy cái này nhiều vì chúng ta phần lớn là giao tiếp với khách hàng. Chứ chúng ta ít có tương tác về mặt kiến thức phần cứng nhiều. Nên nếu các bạn làm sale thì các bạn có thể tập trung vào cái này nhiều hơn về tương tác giao tiếp khách hàng đồ nó kỹ hơn. Ở thì hồi hồi xưa á, mình được gia đình đánh giá là kiểu hơi chậm, hơi thụ động nên chỉ phù hợp với một cái công việc nó giống như là biên tập viên á. Người ta viết sẵn kịch bản lên ngồi đọc thôi. Nhưng mà sau này không biết sao duyên số đẩy vào cái nghề này, mà cái nghề này giống như làm dâu trăm họ, cái gì cũng phải biết. Bên cạnh cập nhật kiến thức rồi còn phải học thêm, đọc thêm kỹ năng mềm, rồi phải tương tác người này người kia rất là nhiều thứ. Ừ. Thì cái gì cũng có cái nghề, cái yêu cầu của công việc. Thì chúng ta làm nhiều sẽ biết, làm nhiều sẽ nhớ. Các cái kỹ năng mềm thì đã là cái gì là kỹ năng,